Chào mừng anh chị đến với kênh Cờ Tướng Việt Trung. Hôm nay em xin giới thiệu anh chị hai trận cờ hay vừa diễn ra sáng nay, ngày 2 tháng 11 năm 2024. Trần Thị Lụa cầm đỏ đi tiên, Trịnh Duy Đồng cầm đen đi hậu. Mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。
将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây hết quân, Trịnh Duy Đồng buông cờ nhận thua, mời anh chị thưởng thức ván thứ hai. Từ Siêu cầm đỏ đi tiên, Trần Thị Lụa cầm đen đi hậu, mời anh chị thưởng thức.
将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 
将军。将军。将军。将军。
Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chang Jun. Chơi đến đây sát cục, từ siêu buông cờ nhận thua, video của em xin kết thúc. Ở đây, cảm ơn anh chị xem video của em, anh chị nhớ bấm đăng ký, bấm chuông, em sẽ tìm video hay nhất, mới nhất để phục vụ anh chị. Xin cảm ơn anh chị, chào anh chị ở đây. Hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo.